Hãy cùng Minh Phương và bà Thắng Vàng đồng hành với các cầu thủ bằng cách nhấn subscribe và nhấn chuông bà Thắng Vàng để được nhận thông báo khi có những thông tin mới nhất các bạn nhé. Sau khi kết thúc trận giao hữu với Bayern Munich bằng kết quả thua 1-3, huấn luyện viên Zidane đã giải đáp thắc mắc về tương lai Gareth Bale, cầu thủ không được ra sân một phút nào. Theo đó, chiến lược gia người Pháp thừa nhận câu lạc bộ đang tiến hành đàm phán cho vụ chuyển nhượng của cầu thủ người xứ Wales. Theo thông tin từ báo chí Tây Ban Nha, Los Blancos đang tiến hành liên hệ với Paris Saint-Germain cho một cuộc chuyển nhượng. Tất nhiên, với túi tiền không đáy, mức lương 600.000 bảng mỗi tuần của Bale dù khó nhưng không phải là không thể. Chưa hết, phía đội chủ sân Bernabeu còn đề nghị đổi lấy Neymar. Ngôi sao cũng đang nổi loạn và đòi ra đi bằng được. Chính vì vậy, thương vụ này có thể làm hài lòng tất cả, với thỏa thuận cụ thể là Bale cộng tiền bằng Neymar. Trong trường hợp cuộc đàm phán này thành công, đó là bất ngờ lớn nhất của mùa hè năm nay. Bởi cho dù thất sủng và không thể sử dụng với câu lạc bộ chủ quản, nhưng tài năng, đẳng cấp của Gareth Bale cùng Neymar vẫn thu hút sự quan tâm lớn. Napoli tới lúc này mới chỉ có duy nhất một tân binh là hậu vệ Kostas Manolas đến từ Roma với giá 36 triệu euro. Trong khi đó, các đối thủ của họ tại Serie A, đặc biệt là Juventus, đều hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Mục tiêu hàng đầu của Napoli trong những ngày tới sẽ là James Rodriguez của Real Madrid, học trò cũ của Ancelotti tại đội bóng Tây Ban Nha và Bayern Munich. Ngoài James, Napoli cũng đã liên hệ với Mauro Icardi và Nicolas Pepe. The Standard khẳng định, De Gea đã đồng ý ký hợp đồng với Man Đỏ. Ở bản hợp đồng mới, cầu thủ người Tây Ban Nha nhận 375.000 bảng mỗi tuần. Ngôi sao sinh năm 1990 sẽ ký hợp đồng thêm 6 năm, tức là gắn bó với đội chủ sân Old Trafford đến năm 2025. Với bản hợp đồng mới, De Gea sẽ gắn bó với MU đến năm 34 tuổi. Anh vượt qua Pogba để trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ hai của Man Đỏ sau Alexis Sanchez. Ngôi sao người Tây Ban Nha vẫn đang là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Quỷ Đỏ. Anh cũng được đánh giá là một trong những thủ môn tốt nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. Nhiều nguồn tin uy tín từ BBC, Goal và The Independent đều đồng loạt khẳng định Man United đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Maguire từ Leicester City. Cụ thể, Man United sẽ phải chi 80 triệu bảng tiền mặt kèm 10 triệu bảng phụ phí. Tổng chi phí cho bản hợp đồng này lên tới 90 triệu bảng, biến Maguire trở thành trung vệ đắt giá nhất lịch sử. Nguồn tin từ tờ Daily Mail xác nhận Newcastle đang theo dõi chặt chẽ quá trình hồi phục của Andy Carroll và sẵn sàng đưa anh trở lại sân St. James Park dưới dạng chuyển nhượng tự do. Andy Carroll không được West Ham gia hạn hợp đồng khi bản giao kèo hiện tại hết hạn vào cuối mùa giải vừa qua. Andy Carroll trưởng thành từ lò đào tạo của Newcastle và từng gia nhập Liverpool 8 năm trước với thương vụ lên tới 35 triệu bảng, trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất thời điểm bấy giờ. Nhưng chấn thương đã khiến Andy Carroll không thể thi đấu bùng nổ tại sân Anfield. Đang là cầu thủ tự do nhưng sức hút của Balotelli vẫn rất lớn. Tại Italia, hàng loạt đội bóng đang trải thảm đỏ mời cựu tiền đạo Manchester City. Brescia, Parma, Fiorentina vẫn đang cố gắng đàm phán với Mino Raiola, người đại diện của Balotelli, để chốt những điều khoản cá nhân. La Viola đang cần tìm kiếm một cái tên để thay thế cho Giovanni Simeone, người đang chuẩn bị rời Artemio Franchi. Ngoài ra, chủ tịch Rocco Commisso cũng muốn dùng hình ảnh của Balotelli để quảng bá cho đội bóng thành Florence sau một mùa giải thất bại toàn diện. Vậy nên, chắc chắn mức độ đãi ngộ dành cho Super Mario sẽ là rất lớn. Trung vệ đội trưởng của Arsenal đang là tâm điểm của sự chú ý sau khi có hành động từ chối triệu tập tham dự chuyến du đấu cùng các đồng đội với ý định muốn gây sức ép để ra đi. Hợp đồng của Koscielny chỉ còn 1 năm để pháo thủ, nhưng có nhiều thông tin cho hay anh muốn được kết thúc trước thời hạn, hòng trở lại quê nhà chơi bóng. Giờ đây chỉ còn chờ Arsenal và Rennes đi đến thỏa thuận chuyển nhượng trước khi phi vụ này có thể hoàn tất. Huấn luyện viên Unai Emery cho hay đã ra sức thuyết phục Koscielny ở lại, nhưng có vẻ như trung vệ này đã quyết tâm ra đi. Điểm tin chuyển nhượng của bàn thắng vàng hôm nay đến đây là hết. Để có những thông tin chi tiết hơn, mời các bạn theo dõi tin bóng đá và tin chuyển nhượng lúc 11 giờ và 12 giờ trên kênh Hiền Bóng Đá TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.